Ok, thì cái lý do mà anh lựa chọn cái chủ đề này đó, vụ tiền mã hóa này đó, là tại vì là trong cái lịch sử mấy ngàn năm nay đó, người ta chỉ có phát minh ra ba cái tài sản này, nó là cái tài sản bất động sản, nó là vật chất, mà xong rồi nó nặng quá mình chia không được, xong mình muốn là như mình sở hữu cái núi đó đi, hay cái đồi đó đi, hay miếng đất đó đi, xong mình muốn đổi cho cái thằng kia cho là 1.000 cái con trâu của nó đi, hay là 1.000 đứa em gái mà chân dài của nó đi. Mình dời cái núi này qua bên kia không được, mình dời cái đồi này qua bên kia không được, mình dời cái rạch này qua bên kia không được, mình dời cái suối này đó qua bên kia không được, mình dời cái sông này không được. Bởi vì người ta phát minh ra cái tài sản thứ hai đó để cho mình dễ dời được. Cái tài sản đó là gì? Cái đó là cái sắt thép đặc biệt quý trọng, là sắt vàng với bạc. Ok, nó có mấy cái sắt khác nữa, mà cái thép mà bà con dễ nhất đó, mà nó không có xét, mà xong nó giữ lâu nhất đó, mà nó không có, nó dễ để làm mà dây chuyền rồi mấy chiếc nhẫn rồi đó, là vàng với bạc. Thấy không? Tại lý do tại sao? Tại mình giữ lâu được, nó không có xét, nó ít xét hơn đó, mấy cái kia. Mà cái đó vẫn còn khó, tại vì mình muốn chuyển 1 tấn vàng đó từ vị trí A qua vị trí B đó, mình phải cần lính, mình phải cần quân đội, xong mình phải cần là bảo vệ, để không thôi thằng khác nó vô nâng cấp cái trên cái vàng đó, nó không phải dễ để cho mình chuyển đi. Chuyển được nó dễ hơn đó là mình chuyển cái đồi, nó dễ hơn đó là mình chuyển cái núi, nó dễ hơn đó là mình chuyển 100 hecta đất mà nó vẫn còn phiền phức. Ok, nó không phải dễ. Thì đó, người ta phát minh ra cái tài sản bằng giấy, cái miếng giấy này đó, nó đại diện cho cái sắt thép này, cái vàng này, cái bạc này, hay là nó thay thế cho cái miếng đất này. Thì đó, bây giờ đó, một hai người đó cầm cái tờ giấy này đó, thấy không, cầm cái đơn này đó, cái miếng giấy này đó, xong họ đi qua cái nước khác, hay đi qua cái thành phố khác, qua cái tỉnh khác đó, họ làm ăn, họ trao đổi được. Mà cái đó cũng vẫn còn khó, tại vì á, tại sao vậy? Tại cái miếng giấy này đó mình làm giả được, mình đóng dấu giả được, được không? Được, nó rất là dễ, không có gì khó chứ á. Cái gì mà bằng giấy đó là mình làm giả được hết trơn, không có miếng giấy nào đó mình không có làm giả được, bởi vì nó rất là khó để xác nhận được. Bởi cũng mà anh đem cái miếng giấy này đó qua cho thằng Hòa, xong rồi anh nói rằng ở đây là cái miếng giấy này đó nó đại diện cho 1 tấn vàng đi, nó không có xác nhận được, nó rất là khó, nó thay đổi được nữa. Rồi xong rồi cái miếng giấy này nữa, lỡ mà cháy nhà hay là bão hay là lũ đó, ok, thì cái miếng giấy này nó bị hại. Ok, thì á, bởi vì á là cái miếng giấy dù nó là cái phát minh hay đi, nó là cái tài sản hay đi, mà nó vẫn còn thiếu nhiều cái vấn đề là mình chuyển đi không được, nó không có dễ để cho mình xác nhận được đó, nó thiệt hay là giả. Rồi xong rồi đó, nó không có lâu dài được, tại cái miếng giấy nó sẽ hư. Ok, thì bây giờ đó người ta phát minh ra cái tiền điện tử, cái tiền mã hóa đến chi vậy, cái tiền mã hóa đến chi để cho nó giải quyết hết trơn mấy cái trở ngại mà mấy cái tài sản kia hồi đó giờ nó làm ra mà nó giải quyết không được. Thì đây là lần đầu tiên nó phát minh ra cái này. Thì cái này đó bao lâu nó mới phát minh ra hả? Thì đó là cái lý do mà anh nói cái nội dung này đó. Ok, anh lựa chọn cái nội dung này để cho bà con đầu tư vô đó, cái tài sản này đó, là tại vì đó, nó còn sớm để cho bà con vô, để cho bà con anh làm lời để đổi lời được.